dịch này họ cấm cho ra nha mọi người. Nhưng mà Cindy cũng ráng quay. Bên kia là cây cầu Golden Gate, San Francisco đó mọi người. Và họ để biển cảnh báo là họ không có cho ra ngoài kia. Nhưng mà tại vì Cindy thấy đẹp quá, Cindy quay cho mọi người coi. Dangerous, more dangerous là rớt xuống biển. Và cảnh quá đẹp luôn. Không được bơi lội và cẩn thận té ngã. Cấm không cho xe vào đây đó mọi người. Cindy cũng nhát gan, chắc không đi xuống dưới đâu. Đứng phía trên này chút thôi. Có đường mòn đi xuống gần biển phía dưới luôn các bạn nè. Cindy không có đi. Có một anh chàng dẫn chó đi. Ở đây thì mọi người thấy sóng rất là lăng tăng. Anh chó thấy ghét. Ở đây nó có một con đường mòn, người đi bộ có thể đi, nhưng mà người ta ghi bảng cảnh báo là phải cẩn thận, bởi vì dễ té ngã. Không biết là Cindy có nhìn lầm không nha. Ở phía dưới kia không biết chim hay là cá đó, đầy nhóc ở phía dưới đó luôn. Có thể là chim. Cảnh đẹp quá ha mọi người. Một bên là núi, một bên là biển. Mọi người biết cái này là cái gì không? Là hang của mấy con sóc đó mọi người. Mấy anh thông minh lắm, mà anh làm mấy cái lỗ tùm lum á, cho nên cái người nào bắt mấy anh cũng khó lắm á. Quá trời chim ở dưới biển á. Ở đây yên tĩnh lắm. Để xin đi về tới cái bông bờ đá này coi ở dưới cái vực đó là cái gì nha. Dưới đó là vực, nhưng mà cũng có đường đi ở dưới đó đó mọi người. Mình thấy có một cái lều chắc của một người vô gia cư. Vực thẳm hay gì đã ghi bảng cảnh báo đó mọi người. Ông này ông leo lên trên cái gì mà. Yên quá, yên bình lắm. Đúng là rất là dễ té mọi người ha. Chim đó mọi người, bây giờ Cindy đứng gần á. Cindy thấy chim á, nó bơi dưới đó. Nhóm 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 cả hàng ngàn con luôn.
thì cũng bắt chước bà này đi ra ngoài này luôn. Hay chồng người mẹ hi so beautiful. Wow, cái vật quá đẹp luôn. Biết là Cindy cũng may mắn lắm mà hot boy nó cũng cưng chịu lắm, nó cho đi khắp nơi hết đó. Bên kia là thành phố của San Francisco, tại vì Cindy lập gia đình sớm đó. Cho nên là con thì khi mà Cindy 40 thì con cũng đã hai mấy. Và bây giờ sinh thì năm mấy thì con cũng đã ba mấy tuổi rồi. Và có một điều là cháu lớn lên ở Việt Nam rồi mới đi qua Mỹ này, cho nên chứng kiến được bố mẹ vất vả đằng xa. Mình thấy sen chạy trên cái cầu kìa mọi người, thì bố mẹ chứng kiến, các con chứng kiến được bố mẹ vất vả thời kỳ đầu qua Mỹ á. Cho nên bây giờ thì cả hai đứa con của Cindy đã đều khuyến khích Cindy và ông xã thì nếu mà có cái điều kiện enjoy được á thì cứ enjoy đi, rồi nó ủng hộ. Hello hello, feel cold, quên mang cao lạnh. Đó, hot boy đứng chở nó. Hai mẹ con quay nhau. Con quay mẹ, mẹ quay con. Thì hot boy hay chở xin đi chơi lắm. Nam Bắc Cali đi đủ thứ. Chính vì vậy mà cũng biết được nhiều chỗ. Let's go home baby. So cool. Dạ yeah. Thôi mày dẫn đi xuống dưới đây, mày hay đi mấy cái chỗ dancer rồi, tao sợ lắm. Đi lên đi. Anh chàng này là có máu khám phá. Đi xuống nha, ở đây có nhiều cái vực thẳm lắm đó. Hoa dại mọc khắp nơi hết, đủ màu. Đồ nó mới bay qua, xin đề mới nghe. Cái bãi cát thì có người coming dưới đó, thì thấy có người bằng áo màu hồng với màu cam, không biết họ đi vào cái đường nào thì Cindy không biết. Còn sương mù rất là nhiều. Ở đây á, dân tình bên Mỹ á, ở đến cái gì? Chụp cho bé cắt đi. No.
voi hỏi mình có chụp hình không. Đi về bé ơi. Quên mang cái áo á. Gió quá. Hai cái tay lạnh ngắt nè. Ở dưới đó là chim á. Chim nó đậu ở dưới đó. Mới nhìn nó thấy ủa sao mấy cái xăng sao lăn tăng li ti cuối cùng mà chim. Dạ, coi lên chứ. Một góc của nó. Mấy cái hoa mà giống như là hoa sống đời đủ màu chân. Nó có đường mòn đi xuống dưới đó đó. Hết đi rồi chị. Thôi không đi nữa. Hết là đi rồi. Cô này cũng dẫn đứa nhỏ đi xuống mà là hay á. Tụi con cứ dẫn đi. Sợ đi không nổi dốc tội nghiệp đó. Là gặp lại anh chàng đẹp trai chạy xe đạp hồi nãy. Chạy sung dễ sợ luôn. Gió mọi người nghe không? Gió quá trời gió luôn. Dạ. Bye bye cả nhà nha. Xin đi go home.